Chủ đề ngày hôm nay thì sẽ nói không với vi khuẩn Vibrio xu hướng năm 2021 về nuôi tôm thẻ chân trắng. Nuôi tôm thẻ chân trắng xu hướng năm 2021. Nói không với Vibrio. Nhắc lại rất là nhiều lần vi khuẩn Vibrio. Để chúng ta thấy rằng là một điều rất là quan trọng đối với vi khuẩn Vibrio thì đây là một trong những cái một cái nguyên nhân dẫn đến rất là nhiều bệnh kèm theo đối với bầy tôm của chúng ta, đàn tôm của chúng ta, ao tôm của chúng ta. Do đó chúng ta hãy phòng ngừa đó bằng cách là sử dụng những sản phẩm có thể ức chế vi khuẩn Vibrio, có những sản phẩm, có những phương pháp kết hợp vào để chúng ta làm xử lý vi khuẩn Vibrio ngay từ giai đoạn đầu, từ ngay từ khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị thả tôm. Vậy thì bây giờ là bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ 8:30 hàng ngày hoặc tranh nhau lên đâu đó khoảng vài phút thì Hello Dr. Huy vẫn liên tục lên live stream. Chúng tôi đợt này sẽ cam kết với tất cả anh chị em, với tất cả mọi người bạn bè của Hello Dr. Huy rằng chúng tôi sẽ làm liên tục ở trên bất cả mọi lý do 8:30 tối hàng ngày chúng tôi sẽ làm live stream này. Vậy thì chủ đề ức chế vi khuẩn Vibrio trong năm 2021 này cùng với Hello Dr. Huy là gì? Bạn là Thi tài xế đã thả tôm chưa? Rồi bạn Nguyễn Hoàng Tuấn. Nguyễn Hoàng Tuấn ở chỗ anh Trung thì đang có hàng anti Vibrio Santa. Hãy liên hệ với chỗ anh Trung nha. Hãy liên hệ với chỗ anh Trung để lấy được, để được sử dụng hàng miễn phí. Còn bạn Thi tài xế thì không biết là thả tôm chưa? Và ở khu vực nào nhờ Thi nhỉ? Bạn Đạt Danh. Các bạn có thể cho biết rằng là lâu quá không live stream, nhiều khi quên mất các bạn ở khu vực nào rồi. Hãy cho tôi biết địa chỉ khu vực của các bạn để giúp cho chúng tôi sẽ chuẩn bị và chúng tôi sẽ có những phần quà để giúp cho các bạn nói không với vi khuẩn Vibrio trong năm 2021 cùng với Hello Dr. Huy. Và chúng ta sẽ trở thành những người đầu tiên tiên phong để sử dụng những sản phẩm. Và ngày hôm nay thì anti Vibrio, tôi nói lại rằng là anti Vibrio đã có mặt ở trên thị trường, trên tất cả các tỉnh thành phố của Việt Nam, đã có mặt ở trên Việt Nam. Anti Vibrio nói không với sản phẩm, nói không với vi khuẩn Vibrio. Tôi sẽ chia sẻ cái màn hình được không, mọi người có nhìn thấy cái cửa sổ chưa? Đây là mẫu chai của Anti Vibrio, sản phẩm mới của năm 2021 của Dr. Huy cùng với công sự của Hello Dr. Huy đã triển khai. Năm 2021 này chúng tôi đưa ra một sản phẩm anti Vibrio này, điều rất là tuyệt vời, bằng hoàn toàn thảo dược thưa anh chị em. Khống chế lợi ích của vi khuẩn Vibrio này thì đây, anh như chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình rằng đây là một sản phẩm anti Vibrio. Thì nó gồm có chai 1 lít và 5 lít. Ok, 19 thả thì cho xin lại cái thông tin số điện thoại để có gì là anh em ở dưới Sóc Trăng sẽ liên hệ với bạn và cùng bạn, hy vọng rằng bạn sẽ ủng hộ Hello Dr. Huy và cho chúng tôi được cơ hội phục vụ bạn bằng cách là gửi đến bạn những cái sản phẩm đầu tiên, có nghĩa là sản phẩm anti Vibrio này. Đầu tiên bạn sẽ trở thành người đầu tiên sử dụng sản phẩm anti Vibrio này, nói không với Vibrio, nói không với vi khuẩn Vibrio trong nuôi tôm thẻ chân trắng năm 2021 cùng với Hello Dr. Huy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh cho chúng tôi xin địa chỉ, số điện thoại. Rồi, cảm ơn Thi rất là nhiều. Ngày mai sẽ có người ở dưới Sóc Trăng liên hệ với bạn. Đấy, như trên màn hình thì chúng ta thấy rằng là anti Vibrio này sẽ được đóng chai 1 lít và 5 lít. Điều đặc biệt lợi ích của sản phẩm này là bằng thảo dược, và lợi ích ngược lại của sản phẩm này là gì ạ? Là cùng một sản phẩm nhưng giúp xử lý cho rất nhiều bệnh đối với ao nuôi trồng thủy sản của chúng ta, sẽ làm cho bà con của chúng ta giảm đi rất nhiều chi phí, thưa anh chị em, giảm đi rất là nhiều tiền đấy, giảm rất nhiều chi phí trong vụ nuôi của chúng ta. Chính vì vậy sản phẩm Vibrio này, và có thể là lợi ích thứ ba mà nói đến sản phẩm anti Vibrio này, đây chính là sản phẩm khi trong ao của chúng ta có tôm đấy, trong ao của chúng ta có tôm thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này mà không sợ bị ảnh hưởng đến tôm nuôi của chúng ta. Với những ao tôm mà ở khoảng trên 20 ngày tuổi thì bắt đầu chúng ta sử dụng sản phẩm này với liều cao được rồi. Còn trước khi thả tôm, sản phẩm này thì chúng ta dùng 1 lít cho 1.000 mét khối,
Và sau đó thì khoảng 4 đến 5 ngày thì chúng ta bắt đầu thả tôm rồi. 19 bạn thi với thả tôm thì hôm nay là 12, 7 ngày nữa thì đây là thời điểm đẹp nhất để chuẩn bị để xử lý đấy. Thì ngày mai sẽ có bạn Hiếu sẽ điện cho thi để xem là mình ở khu vực nào và lấy cái sản phẩm anti vi video bằng cách nào nhanh nhất để đưa xuống mình xử lý cùng với Hello Doctor và cùng nhau theo dõi. Đấy, chúng ta cùng nhau theo dõi ngay từ giai đoạn ban đầu lấy nước vào trước khi thả tôm, chúng ta sẽ xử lý cái này và hoàn toàn chúng ta không cần phải xử lý một số cái sản phẩm khác ở trong quá trình nuôi, tuyệt đối không cần phải sử dụng hóa chất khác nữa, chỉ cần sử dụng một sản phẩm này từ đầu đến cuối là giúp cho ao của chúng ta sẽ nói không với vi khuẩn Vibrio. Lợi ích thứ tư đối với anti Vibrio này thì sẽ giúp cho tôm của chúng ta lột đồng loạt hơn sau khi mà chúng ta tạt. Nhưng điều quan trọng khi chúng ta xử lý vi khuẩn Vibrio thì chúng ta trong nuôi tôm thẻ công nghệ cao hoặc là trong ao đất bờ bạt thì chúng ta sẽ sử dụng vào lúc 4 đến 5 giờ chiều. Chúng ta sử dụng 4 đến 5 giờ chiều và giúp cho đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta xử lý vi khuẩn Vibrio. Vì lý do tại sao chúng ta lại thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để xử lý vi khuẩn Vibrio. Vi khuẩn Vibrio là một loài yếm khí, nếu như chúng ta tìm hiểu thông tin của vi khuẩn Vibrio này thì là loài yếm khí và sống chủ yếu ở những vùng không có không khí và trong ao tôm của chúng ta thì đây là môi trường rất là tuyệt vời để cho vi khuẩn Vibrio bùng phát nhanh. Thế chính vì vậy thì trong cái ao nuôi của chúng ta vì mật độ tôm dày này, lượng thức ăn dư thừa, protein dư thừa trong ao rất là nhiều. Protein thì có thể là từ xác tảo bị phân hủy này, từ thức ăn dư thừa, từ phân của tôm thải ra làm cho trong nước ao của chúng ta lượng hữu cơ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái protein ở trong nước ao của chúng ta rất là nhiều đối với những ao tôm tầm 50 ngày trở lên. Thì sản phẩm anti Vibrio này là một sản phẩm có cơ chế hoạt động rất là tuyệt vời. Tuyệt vời tại sao nó lại tuyệt vời? Nó sẽ hấp thu bằng một cái cách, bằng một phương pháp là kết tủa tất cả các protein có dư thừa ở trong nước ao của chúng ta. Kết tủa protein dư thừa ở trong ao làm cho protein này nó nổi lên. Đấy, giúp cho tất cả các chất hữu cơ nó nổi lên trên mặt ao. Thế thì khi mà nổi lên như vậy thì chúng ta chỉ cần cầm vợt để vớt thôi. Chúng ta sẽ cầm vợt để vớt nó. Vớt và phương pháp làm thì cực kỳ đơn giản với một cái thùng, một cái ca và chúng ta chỉ cần có nước ngọt thôi. Thế thì pha với 1 lít nước này là chúng ta pha với 60 lít nước mà 60 lít nước ngọt. Thì đâu đó chúng ta ở trên thị trường chúng ta đã biết được rằng là sản phẩm Ueda Santa của tập đoàn Tân Hoàng làm sử dụng với cắt tảo đỏ rồi diệt vi khuẩn rất là tốt. Tuy nhiên dòng anti Vibrio này là dòng mới trong năm 2021 của Hello Dr. Huy cùng với cộng sự. Năm 2021 này chúng tôi đưa ra sản phẩm này với rất là nhiều lợi ích như trên, cộng thêm một lợi ích mà tuyệt vời nữa là anh chị em không cần phải dùng kích lột với những ao nuôi độ mặn cao. Trong thời điểm này là thời điểm ở miền Tây nói chung và tất cả những ao từ Đà Nẵng đổ vào thì hạn chế mưa vì thời tiết không có mưa, do đó độ mặn càng ngày càng cao lên và khi độ mặn cao lên thì làm cho tôm của chúng ta chậm lớn vì lý do không lột. Thì đây cũng là một sản phẩm giúp cho ao tôm của anh chị có thể lớn nhanh hơn, giúp cho ao tôm của các bạn lớn nhanh hơn vì lý do khi tạt sản phẩm này xuống thì sẽ làm giúp cho con tôm của chúng ta nó lột thay được vỏ ra. Và khi nó lột như vậy thì cái lợi ích tiếp theo của sản phẩm Antivibrio này, sản phẩm Antivibrio này giúp cho con tôm của chúng ta không có đốm đen, không bị đóng rong đóng nhớt vì nó lột được thường xuyên hơn đối với mùa mùa khô này, mùa độ mặn cao này. Chính vì vậy thì với những lợi ích như trên của anti Vibrio thì lý do tại sao chúng ta cần phải sử dụng anti Vibrio, vì khi chúng ta không sử dụng anti Vibrio trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là với điều kiện mật độ rất là cao ở những ao nuôi tôm công nghệ cao, những ao nuôi tôm thẻ công nghệ cao thì mật độ thường từ 1.500
1.000 con, 500 con, 300 con và thậm chí là nói chung từ tầm 150 con trở lên. Đây là một mật độ rất là dày đối với tôm thẻ, tương đối với những ao nuôi tôm của chúng ta. Và lượng thức ăn như vậy thì dư ra rất là nhiều. Trong một ngày thì thường đâu đó dư lượng thức ăn phải nằm ở khoảng 30%. Nếu chúng ta tính toán kỹ thì có thể là hơn 30% lượng thức ăn sẽ dư thừa trong ao. Vì chúng ta thấy rằng là lượng thức ăn nó sẽ bị tan ra và lượng thức ăn nó sẽ bị guồng vô giữa ao. Đây là cái điều rất là bình thường thôi. Thì chính vì vậy thì làm cho nước ở trong ao của chúng ta, nước trong ao của chúng ta càng ngày nó càng kẹo đặc đi, nước ở trong ao sẽ càng ngày nó càng dơ và càng bị hữu cơ nhiều. Thì chúng ta cần phải sử dụng anti-vibrio này. Anti-vibrio này tấn công trực tiếp vào cái vách protein, vào cái protein của vi khuẩn. Cái điều rất là đặc biệt của cái sản phẩm này, cái chất chiết xuất từ cái thảo dược. Nó tấn công trực tiếp vào protein của vi khuẩn và làm cho protein của vi khuẩn nó bị kết tủa lại, giống như là chúng ta thấy ở trên mặt ao. Sáng mai tôi sẽ công chiếu cái video này ở trên kênh YouTube, các bạn sẽ đón xem nó, đón xem cái video này và cái cách pha như nào, cách tạt như nào trực tiếp ở dưới ao. Đây là một trong những khách hàng của tập đoàn Tân Huy Hoàng chúng tôi, đây là một trong những khách hàng dùng rất là nhiều sản phẩm này, và vùng nuôi của anh ta là ở Cần Giuộc của Long An. Đây là những cái ao mà chúng tôi đi trực tiếp quay video được, và sáng mai thì tôi sẽ công chiếu cái video này, mời các tất cả anh chị em và các bạn theo dõi cái video này, theo dõi video này ở trên kênh của Hello Doctor Huy Hoàng trong ngày mai.